Ở trên đây mình có thể thấy được con cá voi gọi là sperm, sperm whale nha các bạn ha. Và kế bên bé cá voi này có một bé cá voi con nè, các bạn thấy dễ thương không? Một cái ngọn suối thu nhỏ nha các bạn. Thì trong đây là các bạn nghe tiếng thì các bạn cũng biết là động vật gì rồi đó nha. Đó là ếch nhái. Đó, các bạn thấy hai bé ếch ở đây không? Nhìn như cục đá vậy, hay là một cái đám rong vậy, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đó, bé ếch này như một cái cục đá hay đám rong. Đó, ở đây cũng có một bé nữa nè các bạn. Hai bé, một bé trên đá, bé dưới nước. Ngay chỗ này đó các bạn, nếu mà các bạn nhìn kỹ thì có một cái bé ếch. Để mình quay kiểu này nó thấy rõ hơn. Đó, một cái bé ếch ngồi trong đó đó, các bạn thấy không? Đang ngồi trong hốc á. Đó. Bé ếch này được gọi là Solomon Island Leaf Frog. Nó là cái con ếch lá ở cái đảo Solomon nha các bạn. Đây là một cái hồ cá cũng rất là đặc biệt nha cả nhà. Rất là đẹp. Đầy những cái san hô rất là đẹp. Và mình có thể nhìn vô đây để mình nhìn thấy rõ hơn cái loại san hô đó nè. Đó các bạn thấy không? Cái hồ này thì có một cái động vật. Ok, các bạn thấy đó, cũng giống như lươn nha các bạn, nằm đây nè. Cái này cả nhà mình không thấy rõ cho nên mình sẽ quay cho các bạn coi. Đó, đây là bé này nè. Đó, bé lươn nè. Coi cái mặt thấy ghét không? Rồi, cả nhà coi cái mặt của bé. Rồi, khi ở đây đó, thì cả nhà mình sẽ thấy được một cái bé ếch Golden Frog, có nghĩa là bé ếch đang vàng nha các bạn. Coi bé giống con cọp không, sọc vàng sọc đen này kia. Dễ thương ha. Panamanian, đây là bé ếch xuất xứ từ đảo Panama nha các bạn. Ở trong đây á, là có mình phát hiện được hai bé ếch. Thì đây là những bé ếch nó gọi là poison dart frog, có nghĩa là sao, là cái phi tiêu á, cái cây châm mà độc á. Thì mấy cái người thổ dân á, họ hay lấy cái da của mấy bé này nè các bạn, họ thấm vô cái cây phi tiêu hay là cây cung của họ đó. Khi mà họ dùng cái đó họ bắn kẻ thù hay là bắn mấy con thú khác đó, thì cái nọc độc nó sẽ giết con thú đó khi họ đi săn đó. Cho nên nhìn các bạn nhỏ như vậy nhưng mà các bạn có giỏi nha các bạn. Đặc biệt là trong thế giới động vật, những cái con nào mà nó sặc sỡ là những con đó rất là độc, thường rất là độc nha. Không biết con người đó, mà sặc sỡ mà đẹp á, có con vậy không nha. Nhưng thế giới động vật nó vậy á. Nè coi bé này, nó mới nhảy từ mỏm đá này qua mỏm đá kia nè. Nó nhỏ mà dễ thương ghê cả nhà. Đó, coi đó kìa, đó đó cả nhà thấy không. Rồi bây giờ không biết bạn đang muốn đi đâu nha, dễ thương quá. Để mình qua đây mình coi bạn nhỏ luôn. À, các bạn thấy bạn không, màu rất là đẹp luôn cả nha, quá đẹp luôn. Mấy này là làm thú cưng rồi, rất là đã nha. Ở trong cái phần não bộ này là nhà ở của những cái bé ếch thật là nhỏ luôn. Các bạn thấy mấy điểm cam cam không? Mấy bé rất là nhỏ nha. Để coi cái này nè. Đó, cả nhà mình nhìn rõ vậy nè. Đó, bé rất là nhỏ luôn nha.
không nhìn nó mới nhỏ rồi đó, các bạn thấy không, màng rất là nhỏ luôn. Và bạn cũng là ít độc nha các bạn, da của bạn cũng đầy nọc độc và được dùng làm vũ khí nha. Loại ớt mà mình thấy rất là dễ thương, Magnificent Tree Frog. Các bạn thấy chưa, mấy bé frog này nó da nó căng mọng và tròn láng dễ thương kìa, nó tròn tròn dễ thương các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? À, trong đây có một cặp ếch, hai bạn đang sống với nhau rất là hạnh phúc, dễ thương kìa. Ok, đây cũng là chỗ có một cái bé ếch mà rất là nhỏ, nhưng mà bé này thì không độc như hai bé hồi nãy. À, các bạn thấy không? À, bé này màu cam nhỏ, không có sặc sỡ, chỉ màu cam thôi, không có sọc, không có điều kia, dễ thương ha. Ở dưới đây là một bé salamander, mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì. Ok, thì đây là salamander. À, có một bạn nằm lật ngửa, không biết là bạn chết hay là bạn nằm ngủ nữa. Mình nghĩ là bạn nằm ngủ các bạn đó. Ngủ, mình mới nhắc bạn cái là bạn hút cái mình vô. Mấy cái bé này nó thở bằng da cho nên là nhiều khi mình không có thấy cái bụng của bé nhô, các bạn biết không, dễ thương kìa ha. Ha, các bạn thấy không, bé này dễ thương lắm, nằm ngủ mà ngủ hả, lật ngửa lên ngủ á, như là mấy con chó vậy các bạn. Ở đây thì có con Kaiser, con Kaiser đó, các bạn thấy không, đây là Kaiser đó, một cái loại lưỡng cư sống ở dưới nước, các bạn thấy không. Trong một cái hồ bự này các bạn, có một cái bé rất là đặc biệt, đó là bé này da sần sùi, các bạn thấy không đó, không biết bé đang làm gì nhưng mà bé nằm đó các bạn, để mình coi từ trên thấy rõ không, không thấy mờ mờ thôi, dưới đây thấy rõ hơn đó, cả nhà mình thấy không, để mình quay ở đây mới thấy cái mặt của bé nè. À, dễ thương không. Trong đây thì cũng có một cái loại ếch nữa nha các bạn, và cũng là ếch độc đó. Thì khi mà nhìn kỹ các bạn sẽ thấy là có một bé ở đây nè, đó, nó nằm ở đây nè, đó, các bạn thấy không, cái bé này nhìn rõ hơn nè cả nhà, đó các bạn thấy không, đó cũng là một cái bé ếch độc nha các bạn, nó nhỏ nhưng mà nó độc nha. Đây có một cái con salamander cọp nha các bạn, đây đó là bé này. Nó nằm ngay đây luôn, nhìn bé dễ thương ha các bạn ha, nhìn cái mặt cũng giống con cọp chứ, tròn tròn sọc, dễ thương dễ sợ luôn á. Cái bé này nè, cả nhà thấy không, dễ thương không, nếu thấy dễ thương nhớ like cái nha. Cưng ghê. Có một bạn nữa nhưng mà cái bạn này á, bạn đang núp cái da của bạn nó sần sần á, cả nhà thấy bạn không. À, phần nửa trên phần nửa dưới, hồng cái đuôi dưới nước. Dễ thương quá cả nhà ơi. Rồi, ở đây có một loại ếch nha. Mình tìm dữ lắm mình mới gặp được bé, tại vì bé núp khá là kín, đó là ở đây nè. Không biết các bạn thấy không? Ngay đây. Đó, đây là bé ếch của mình đây. Để mình tìm cái mặt nó cho cả nhà xem nha. Cái mặt của bé ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy rõ đó, đó là bé đó,
Để đang nằm trên cao cái nhìn xuống làm gì mình cũng không biết luôn. Bé chỉ bò lên bò xuống thôi các bạn thấy không? Bơi lên bơi xuống thôi. Các bạn thấy không?